Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nếu quý vị các bạn biết, để cho một dàn âm thanh, cho một cái chất âm và nó hay nhất, nó ngọt ngào hay chi tiết nhất thì cũng phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố. Trong đó có thể phụ thuộc vào âm ly, phụ thuộc vào loa, hoặc phụ thuộc vào các dây tín hiệu, hoặc cái đường để tín hiệu vào hoặc tín hiệu ra. Và hôm nay thì tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một cái mẫu dây AV của Hitachi bãi Nhật. Đấy, như quý vị các bạn đã biết là dây AV cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng âm thanh của cái dàn âm thanh của quý vị các bạn. Vì vậy và trong những dàn âm thanh có nhiều anh em chơi cần những cái chất âm nó rất là tốt hay trong này thì phụ thuộc rất nhiều vào dây AV quý vị và các bạn nhé. Và trên màn ảnh quý vị các bạn biết là hôm nay tôi có một mẫu dây AV Hitachi của bãi Nhật, quý vị các bạn nhìn này. Đây là dòng này là dòng bãi Nhật Hitachi bãi Nhật này, quý vị nhìn này, đầu rắc này, đầu rắc tất cả đều mạ vàng nha, đầu carbon mạ vàng luôn này, đầu carbon mạ vàng rất là đẹp. Quý vị nhìn đâu, đầu rắc carbon mạ vàng rất là đẹp luôn. Và dòng đầu rắc carbon hóa gen này thì giúp cho những cái thiết bị của quý vị và các bạn này, những cái đầu sen này sẽ được khóa chặt khi mà đây, ví dụ quý vị các bạn này, quý vị các bạn xoáy nào ra một chút như này để cắm vào. Sau khi cắm vào, quý vị các bạn lại vặn chặt vào xoắn này, quý vị nhìn này, sau đấy quý vị vặn chặt để cho ôm khít thiết bị của quý vị các bạn cho cái đầu sen ở trong đầu AV cho thiết bị của quý vị các bạn. Đầu ra carbon này cũng đây, quý vị có nhìn rõ mà. Hitachi này, đầu ra cái carbon Hitachi nhá. Đấy, tôi bật led cho quý vị nhìn này, Hitachi tôi đã đó quý vị nhìn này, chữ Hitachi này. Những cái chữ này nhìn là chữ kem này, nó hơi mờ một chút nhưng nhìn trực tiếp ở trên ngoài sản phẩm sẽ rõ hơn quý vị các bạn nhá. Và dòng này thì được bọc sắt rắn, tất cả bọc sắt rắn rất là đẹp, chắc chắn. Lõi đồng mạ bạc quý vị các bạn nha, lõi đồng mạ bạc rất là nhiều lõi. Dòng này là cho chất lượng khá tốt. Đấy, đều ba giải, ba chét mít đầy đủ và cho chất lượng âm thanh cực tốt luôn quý vị và các bạn nhé. Bát căng nhuyễn chép sáng ơi, dòng lõi mạ bạc và đầu rắc carbon hóa gen mạ vàng này rất tốt. Đấy, quý vị các bạn sẽ dùng những dòng dây này thì sẽ cảm thấy là cái chất lượng âm thanh nó được cải thiện rất là nhiều. Và những dòng này thì phù hợp với hầu như tất cả các thiết bị của quý vị các bạn. Đầu rắc thì tiêu chuẩn rồi, mạ vàng. Và những bộ như này thì có chúng tôi DIY với độ dài là 1 mét quý vị các bạn nhé, độ dài là 1 mét. Và xin báo giá cho quý vị và các bạn tham khảo một cặp dài 1 mét như này, đầu carbon hóa gen mạ vàng, có giá là 550.000 trên một cặp dài 1 mét quý vị các bạn nhé. Cho quý vị vẫn tham khảo 550.000 trên một bộ này quý vị các bạn nhé. Và chúng tôi sẽ ship code toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu và cần thêm thông tin thì vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với tôi và số điện thoại là 0944 73 73 21, hoặc quý vị các bạn cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng. Tại Hà Nội thì chúng tôi có cơ sở tại Hoàng Mai, tại Đống Đa và tại Long Biên. Tôi đang ở Hoàng Mai với địa chỉ số 9 ngõ 112 Đền Công Thượng. Hoặc quý vị các bạn ở trong Sài Gòn cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng của chúng tôi. Trong Sài Gòn chúng tôi có cửa hàng ở trong đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 quý vị các bạn nhé. Và trên đây để tôi giới thiệu với quý vị và các bạn một cái mẫu dây AV của Hitachi bãi Nhật, bọc sắt rắn, đầu rắc carbon hóa gen mạ vàng rất là tốt quý vị các bạn nhé. Quý vị nào mà yêu thích video thì xin vui lòng là đăng ký và bật nút chuông để sẽ nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Hẹn quý vị các bạn những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.